Nông xôm cột nâng chìm rệp xúa đòi buộc máy bằng phổ tiếng Ốc Nia đã đi dùng tam đan PE âm ai thọc máy chỉ tiết mệt rầy xôm buộc máy bằng phổ tiếng Ốc Nia chui chốt bút tông subscribe rúa chốt bút tông like nâng share đầm bay từ tuột bàn át bật máy chỉ riêng rọt ngày niềng nhóm xôm chốn hao ra sạp trăm ngày ngày ông kia đọc pi cá khai sáp nằm khá chặt và sạ bột sạ cay pi pon pram rồi hốc sáp pram mùi ត្រូវនឹងថ្ងៃទី Nam liệp sầm nắng đèn buồn miền đồi chía, nam chút bông tê và đá pro, nam thóc bông menu sấy, nam rồng bông tê và đá pro, nam mồm mì bông tê và đá sấy. Rìa sấy ở lục nét nâng nông ngày ní làng phố trọ đàn, lục nét từ tuốt bàn đầm nắng thay đòi rỉ rết bầm phớt sầm ráp cày càng nghĩa đại lục nét bàn ăn vót nâng càng nghĩa đại cầm bông đầm ná cá nâng nông bên này liệp sầm nắng nâng cát miền trán bị xét này lồi cát hẹn đôi chân nét xông bị nứt về đầm lái ở ban trầm trớ bầm phòn xôm rẽ xá a cặp กริยา โดยฉะนั้นประให้จิเปด chôm đèn pram miền đồi chía chăn chới bông menu pro chăn khá bông dạ sấy chăn xanh bông menu pro chăn mè bông tê đá sấy chăn vọc bông dạ pro rìa sấy ở lục nét nâng nông ngày ní là ó chia mì chùm háo ra sa chip nai nóm ở lục nét dột chết tục đá chấm búa bò rầm miến để tẹt tông nâng bài nhà hát plaka pro hai chỉ lục nét ai cột nã này cá bật bóng bò rầm miến lùng ăn sầm khán môi chấm nuốt nâng cần lái càng nghe sớm prong proyat pinat pi trái ở bàn trán rẽ xá ca sầm khán នឹងកុំងាយជឿជាក់មនុស្សដែលទៅនឹងស្គាល់លើសពីនេះសូមគ្រប់គ្រងចិត្តធ្វើយ៉ាងណាកុំលាយឡំនឹងបញ្ហាជោគគ្នាឲ្យសោះថ្ងៃនេះមិនមែនជាពេលវេលាដើម្បីតក់ស្លុតនិងបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយទៅកាន់មិត្តរួមការងារនោះទេសូមលោកអ្នកសន្សំសន្ចៃពេលវេលានិងស្វែងរកឱកាសដើម្បីបំពេញគោលដៅការងាររបស់អ្នកលោកអ្នកតំណងជាត្រូវខិតខំធ្វើការងារដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីការងាររបស់ខ្លួនសម្រាប់លោកអ្នកដែលជាអាជីវករនឹង ការទទួលស្គាល់និងការគាំទ្រក៏មានច្រើនផងដែរដូច្នេះលោកអ្នកគួរតែធ្វើបន្តគឺសូមរក្សាពីសម្ដីកាយវិការធ្វើយ៉ាងណាកុំប្រថុយប្រឋានឬបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយជាដាច់ខាត់សម្រាប់ការសុំជំនួយគឺមិនអាចធ្វើបាននោះទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូច្នេះសូមខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តការងារក្រៅបន្ទុកដោយខ្លួនឯងអ្វីដែលសំខាន់សូមអត់ធ្មត់ហើយអនុគ្រោះឲ្យបានច្រើនទើបជាការល្អប្រសើរ ឆ្នាំថ្លាក់ចុះទាំង ពីព្រោះលទ្ធភាពដែលអ្នកនឹងមានការខាត់បងកំពុងកាន់ឡើងសូមស្វែងរកបង្អែកដោយការធ្វើតំណែងទំនង នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំពី AMS អរិយធរខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា